Ngày 6 tháng 3, Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường Vàng Danh tưng bừng tổ chức liên hoan vũ điệu mùa xuân kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3, 1983 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3. Về dự động viên chương trình có lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội phường. Trong chương trình, hơn 200 cán bộ hội viên đến từ các chi hội phụ nữ trên địa bàn phường đã biểu diễn những tiết mục dân vũ đặc sắc, sôi động, được dàn dựng công phu và trang phục đẹp mắt. Trong những năm gần đây, phong trào tập luyện dân vũ đã được đông đảo cán bộ hội viên phụ nữ trên địa bàn phường tích cực hưởng ứng. Toàn phường có 13 câu lạc bộ dân vũ, thu hút đông đảo hội viên phụ nữ thường xuyên tham gia luyện tập. Thông qua phong trào luyện tập dân vũ đã góp phần động viên hội viên phụ nữ tích cực hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại giai đoạn 2021-2030. Qua đó cũng góp phần làm phong phú và nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần cho hội viên phụ nữ, xây dựng hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thời đại mới tự tin và có sức khỏe để thực hiện tốt vai trò của mình.